xin giới thiệu với tất cả mọi người nhé. Đây nó là một cái bàn xoay. Cái bàn xoay này nó dùng rất là nhiều thứ, có thể là để nghĩa là chuyên dùng để uốn cây cảnh. Ví dụ mình đặt cái khay lên đây và mình ngồi một chỗ mình uốn, mình xoay chiều này xoay chiều kia nó rất dễ. Đây nó có cả cái chốt hãm nhá. Mọi người thích xoay xoay mà thích chốt hãm thì hãm lại nhá. Rất là tiện lợi cho mọi người. Cái bàn xoay này nó có cái bề mặt là rộng 50 cm. Mặt trên và mặt dưới của nó là 40 nhá. 40 cm. Và cái chiều dày của nó là hơn 5 ly nhá. Cái này nó cực kỳ chắc chắn. Đấy. Cái này và cái trọng lượng của nó rất là nặng. Nó nặng những 15 cân cơ. 15 kg. Gần 15 kg nhá. Đấy, cái này nó có thể là chịu đựng được khoảng 5 tạ. Các bác cứ đầy để 5 tạ lên thoải mái nhá. Và cái này có bảo hành đến 5 năm nhá. Gần như là dùng coi như là mãi mãi luôn đấy. Bác nào có cần lấy buôn lấy lẻ thì nhanh tay là xin liên hệ ngay nhá. Đấy mọi người nhìn này. Cái bề mặt này của nó quá dày luôn. Hơn 5 ly. Chiều cao của nó 20 nhá. 20 cm. Cái chuyên gia sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Khách hàng đặt loại yêu cầu như nào chỉ cần kích thước kích cỡ là mình làm luôn nhá. Xin chào mọi người nhá.